TIN GIÁO HOI VIviệt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam hội nghị thường niên lần thứ nhất năm 2021. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc hội nghị thường niên lần thứ nhất năm 2021, được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 tại Tòa Giám mục Nha Trang. Hiện diện tại hội nghị, chúng ta thấy đầy đủ các thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Theo trang tin Hội đồng Giám mục Việt Nam, 19 giờ 30 ngày 12 tháng 4 năm 2021, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, chủ sự giờ chầu thánh thể khai mạc đại hội. Tham dự đại hội tại giáo phận Nha Trang năm nay có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng 25 giám mục. Phiên họp ngày 13 tháng 4 năm 2021, hội nghị đã lắng nghe những ý kiến và đóng góp của quý Đức Cha về một số những quan tâm trong đời sống hội thánh tại địa phương và châu Á. Nổi bật là nhu cầu phát triển cơ sở đào tạo cho chương trình mở rộng Học viện Thần học ở Hà Nội, các chương trình chung của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, những ảnh hưởng của đại dịch tác động trực tiếp đến các sinh hoạt trong nước và quốc tế. Hội nghị cũng ghi nhận phúc trình của Ủy ban Phụng tự về tiến trình chuẩn bị cho bộ sách các bài đọc trong Thánh lễ và Sách lễ Rôma. Trong hai phiên họp buổi chiều, Ủy ban Công lý và Hòa bình trình bày chương trình phổ biến học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo năm 2022 với đề tài học hỏi giáo huấn xã hội của Giáo hội về môi trường, năm 2023 về hòa bình và đối thoại, năm 2024 về công lý và công bằng, năm 2025 về nhân quyền. Phiên họp ngày 14 tháng 4, Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, đặc trách tiểu ban giáo luật, tiếp tục trình bày và giải thích các quy định của giáo luật liên hệ đến các dòng tu và bí tích truyền chức thánh. Tiếp theo, Ủy ban Giáo dân phúc trình một số chương trình huấn luyện qua các tài liệu phổ biến định kỳ gửi đến các giáo phận. Ủy ban tu sĩ nêu ra những vướng mắc của một số dòng tu trong thực tế áp dụng luật tín ngưỡng và tôn giáo, những khó khăn đối với việc tách nhập một vài dòng tu tại một số giáo phận. Trong phiên họp tiếp theo của buổi sáng, Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh đã chia sẻ tiến trình chuẩn bị cơ sở vật chất, hồ sơ pháp lý để đệ trình Hội đồng Giám mục thực hiện thủ tục thành lập Trung tâm Tịnh dưỡng Giáo sĩ Việt Nam tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ủy ban Văn hóa đã phúc trình dự án thư viện điện tử, phục vụ cho việc lưu trữ và nghiên cứu. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên và Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã trình bày tiến trình xin mở án phong chân phước và hiện thánh cho Đức cha Rancos Balu và Đức cha Pierre Lambert de Lamot. Ban thường vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức họp hàng năm và sau 3 năm thì tổ chức bầu lại ban thường vụ. Sau mỗi phiên họp thường niên, Hội đồng Giám mục có gửi thư chung cho các tín hữu Việt Nam. Đó là con đường, mục đích, hình thức và là phương pháp thi hành sứ vụ trong thời đại mới. Mọi tín hữu Việt Nam trông chờ và hy vọng đại hội sẽ giúp Giáo hội Việt Nam phát triển như lòng Chúa mong ước.